zombie apocalypse. Xin chào tất cả bạn. Video này mình sẽ thông tin đến các bạn nội dung cũng như ngày ra mắt bộ phim Cuộc chiến triều đại, bộ phim bom tấn hot nhất hiện nay. Nội dung phim kể về vào cuối năm thời Đông Hán đầy biến động, nhà Hán suy tàn, Đổng Trác vào kinh thống lĩnh triều đình và đất nước gây náo loạn thiên hạ. Các anh hùng đủ mọi tầng lớp như Lưu Bố, Tào Tháo, Quan Vũ, Lưu Bị và Trương Phi, những người sở hữu võ công phi thường lần lượt vươn lên. Trong lúc hoạn nạn, rốt cuộc ai mới là anh hùng vô song? Tác phẩm được chọn lọc những câu chuyện tương đối sớm trong Tam Quốc như cuộc nổi dậy của người Khăn Vàng. Lúc đó, Tào Tháo mới 30 tuổi, còn Lưu Bị chưa đầy 30 tuổi. Đạo diễn hy vọng có thể giới thiệu trạng thái của những người anh hùng này cho khán giả khi họ còn trẻ. Vì vậy, các diễn viên trẻ hơn cũng được chọn trong buổi casting. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2017, đoàn làm phim lần đầu tiên đã công bố ảnh, trang điểm và ảnh studio các diễn viên. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, bộ phim đã được tổ chức tại Hội chợ Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế Hồng Kông năm 2018. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên thế giới, bộ phim đầu tiên và áp phích đầu tiên đã được phát hành tại cuộc họp báo. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, bộ phim phát hành ảnh tĩnh. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2021, bộ phim sẽ được phát hành cùng với trailer và áp phích và được thông báo rằng nó sẽ được phát hành tại Trung Quốc đại lục vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, bộ phim được chuyển thể từ game kinh điển của Nhật Bản này lại có số phận phải chịu sóng gió từ khi bắt đầu bấm máy cho đến bối cảnh hiện tại. Nó đi kèm với nhiều nghi vấn khác nhau. Gây tranh cãi nhất là vai Quan Vũ. Trong tâm trí của khán giả, hình ảnh Quan Vũ cao lớn, dũng mãnh, tay cầm rồng xanh và dao cung trăng, mặt đỏ, râu dài, oai phong lẫm liệt, uy nghiêm như núi. Trước đó, mọi người được công nhận nhiều nhất là vai Quan Vũ của Lục Thiếu Dù. Còn Quan Vũ trong phim Cuộc chiến triều đại này được coi là khác xa so với quan công ấn tượng của mọi người. Từ gương mặt nhọn hoắt đến thân hình gầy gò, thậm chí có người còn chế nhạo cảnh Quan Vũ cưỡi ngựa, cho rằng Quan Vũ gầy chết không bằng ngựa. Trong trailer, không khó để nhận thấy tình tiết của bộ phim này chủ yếu xoay quanh câu chuyện của Đổng Trác, thống trị triều đình và sự phản nghịch trong triều đại Đông Hán đầy biến động. Anh hùng tầng lớp nhân sĩ đã vươn lên. Đánh giá về quan niệm và dàn dựng nội dung, bộ phim này không thiếu từ tuyệt vời. Nhưng một số cư dân mạng vẫn kháo nhau rằng đây là bộ phim Trung Quốc chuyển thể từ game Nhật Bản, từ tiểu thuyết Trung Quốc. Điều này cũng khiến nhiều người thắc mắc bộ phim về Tam Quốc này là phục chế game Nhật hay chuyện Trung Quốc. Những thách thức và áp lực mà cuộc chiến triều đại phải đối mặt là rất lớn và mọi thứ đều sẽ được khán giả kiểm chứng sau khi phim được ra mắt.